mến chào tất cả quý vị khán giả của đài Việt Face TV Houston. Quý vị đang theo dõi chương trình tư vấn luật pháp hàng tuần cùng với Thùy Nhung và luật sư Johnny Nguyễn đến từ văn phòng Johnny and Associates. Ngày hôm nay thì thưa quý vị sẽ có một cái sự đặc biệt hơn so với những cái chương trình mà chúng tôi làm hàng tuần, thì chúng tôi có một người khách mời. Ông là một người cựu cảnh sát trưởng cũng như là đã từng lâu năm phục vụ trong cộng đồng, và ông có tên là Andrea Garcia, và ngày hôm nay ông sẽ cùng tham gia trong chương trình buổi hội thoại của Thùy Nhung và luật sư Johnny Nguyễn để cùng gửi đến quý vị những cái thông tin về luật pháp cũng như là những cái vấn đề mà đang xảy ra trong cộng đồng của mình. Thùy Nhung mến chào Johnny, and welcome to the studio Mr. Andrea and Garcia. Xin chào quý vị. Xin chào quý vị. Xin lỗi quý vị, hôm nay Johnny sẽ nói tiếng Anh. Thì Thùy không phải là thông dịch lại. Vâng. We will speak like in English and Vietnamese at the same time so that the audience can understand. I will be the translator. So all the questions might come from Mr. Johnny here. Johnny Law. Yeah, every week we have a lot of different topic to bring in a lot of information to the audience with, you know, legal laws and so on. So today we might just want to add something relate to our community, right? Yes. Quý vị cũng biết là ngày voting cho những cái chức vị giống như là địa hạt hay quận hạt, thì ngày mà mình có thể đi bầu cử sớm nhất là ngày 22 tháng 10, và nó sẽ kéo dài đến ngày 3 tháng 11, và sau đó là ngày mà người ta bầu cử chính thức để mà đếm phiếu coi ai thắng cử là ngày 6 tháng 11. Thì nếu mà quý vị nào có theo dõi những cái thông tin về voting thì quý vị hãy chuẩn bị tinh thần là mình nên tìm hiểu người nào mình chuẩn bị vote nhé. Thì ông Andrea Garcia là một trong những người đứng ra để mà running cho cái chức vụ commissioner ở cái địa hạt ở vùng South East của quận Harrisburg, gọi là quận 2 ở vùng South East. Thì nếu mà quý vị nào ở trong cái vùng mà Bay Area, Kenwood hay là Clearlake, thì đó là cái quận hạt mà ông Andrea đang ra tranh cử cho cái chức vị là commissioner, thưa quý vị. I want to ask you, you're obviously not Vietnamese, but you decided to come here, thank you very much, to be a thank guest you. On a Vietnamese TV station. How can you help the Vietnamese community specifically, and what are you running for? Thank you very much. My name is Adrian Garcia, and I'm running to be the County Commissioner of Precinct 2. And county government's a very important part of our local government. And it is the simple way to understand what a county commissioner is to really think of it in terms of City Hall. A county commissioner is like a member of council, but with greater authority. You have a direct operating budget, about $300 million. Mm-hmm. You maintain the roads, the drainage system, the park system, and then you oversee a significant part of the rest of our community and our government. And so for the area that you represent, you're literally like the mayor of that portion of the county. Okay. Thưa quý vị, cái chức vụ mà commissioner nó giống như là một người quản lý một cái địa quận nào đó. Thì với cái địa hạt mà ông quản lý thì cái commissioner, cái chức vụ đó, thưa quý vị, thường là người ta sẽ giữ một cái số tiền lớn mà do chính phủ đưa ra để mà có thể phục vụ lại cho những cái vấn đề về xã hội cũng như là cộng đồng. Thì cái đó là nhiệm vụ của người commissioner, khi mà họ những cái chức vụ, họ phải có những cái kế hoạch họ lên như thế nào để giúp cho cái cộng đồng nó được phát triển hơn. And so, and if I could just add to the other part of your question, Johnny, how can I help the Vietnamese community? In Precinct 2, we have a portion of our population is Vietnamese. Mm-hmm. So number one, I want to make sure that the community is respected, supported, that they know that they have a commissioner whose door is open, who wants to address the issues of all of the community, be inclusive of the needs of the community. So it begins with respecting the community, and that's why I'm so grateful that you've allowed me to be on the show. Vâng, thưa quý vị, ở trong cái quận 2 mà ở vùng South East, như quý vị biết là mình cũng có rất là nhiều người Việt của mình sống ở thành phố đó. Mình cũng có chợ búa, mình cũng có trường học, mà có nhiều em Việt Nam đi học ở đó. Thì cho nên là ông nói là khi mà ông lên cái chức vụ của mình thì ông cũng sẽ có những cái chương trình để mà giúp đỡ lại cho cộng đồng châu Á của mình. With the Asian community, we actually very value with education. So yes. If you running for commissioner of that district, how and what you're going to do for the community regarding to education? Well, education is very important to me as well. And I think every family, every parent, no matter your walk of life, no matter your language, no matter your culture, we all value education. And we want our children
to have the best possible opportunities so that they come grow up to be, you know, TV show hosts or attorneys. We want to make sure that they are empowered and empowered early on. And so I just recently rolled out my education plan that will include a commitment and a focus to pre-K education so that we start early on with our children with good information. Secondly, we will have a commitment to reinstating the after-school programs that my opponent cut. I don't know why he would do such a thing, but to reinstate after-school programs, because 3 to 6 p.m. in the afternoon is the most dangerous time for a teenager. And so we want them to be well-supervised, but we want them to be learning and supporting the public education system. And then lastly, I want to make sure that we are also focused on adult learning, providing vocational training so that people can get better paying jobs, get make more money so that they can be they can lift their families up and have better quality of life. Thưa quý vị, khi mà tôi Nhung hỏi cái câu liên quan đến vấn đề về giáo dục, tức là khi mà mình cái người commissioner sẽ làm gì cho cái ngành giáo dục, thì ông cũng nói là ông sẽ rất là focus vào quan trọng về cái ngành dạy học, thì giúp cho những cái trẻ em mà bắt đầu từ ở cái tuổi nhỏ giống như là pre-K để mà chuẩn bị vào trường học, cũng như là sẽ có những cái chương trình cho các em sau khi mà hết cái giờ học chính thức, là sau 3 giờ chiều thì mình gọi là cái giờ mà học thêm á, thì ông cũng sẽ có những cái chương trình tốt hơn cho các em để cho các em có thể học. Vì cái giờ đó nếu mà mình thả các em ra ngoài đường thì nhiều khi nó cũng đi chơi và nó sẽ có nhiều cái vấn đề mà tệ nạn xã hội xảy ra, thì ông sẽ có những cái biện pháp cũng như là những cái chương trình liên quan đến vấn đề trường học cho mọi người. Another questions, I believe that if Johnny knows in our community, we have a lot of low-income people, especially for Harris County. People move in here because they want to get the better healthcare benefit, because I think only Harris County have the program for gold card for health. Mà hồi đó Johnny cũng sống vì thẻ vàng. Yeah, like in our community, it's helped out a lot for a lot of Vietnamese people who just moved from Vietnam over here, and they don't have good job, they don't have money to pay for the insurance, so they do that. So when you're running for commissioner, what are you gonna do for the healthcare program for the low and poor people, low income and poor people? Right, yeah. It's a very good question. And one of the most important roles that a county commissioner has is to oversee the operations of the Harris County healthcare system. And so making sure that we are listening to the community and making sure that the programs are culturally competent so that we are being inclusive of the community, making sure that we have the staff that speaks Vietnamese so that they can effectively engage the community, I think is important. And then lastly, it's to make sure that we're doing good outreach so that everybody who needs the services and the programs know where to get it, there's easy enrollment, and that service is being provided effectively for everyone. Thanks for talking about the outreach program. Just like me and Johnny Ong, we have this program every week. It's just because we want to get out there with the Vietnamese people. It's powerful, people. It's important. He cannot speak Vietnamese that much, but he tried. Johnny, do you go gắng nhất tới Việt Nam thôi. Qua đây lúc mà 5 tuổi. I can only work with what I have. I came here when I was 5. I speak even less Vietnamese, so don't feel bad, Johnny. Vâng, thưa quý vị, tụi Nhung hỏi đến cái vấn đề về healthcare, tại vì mình biết là người Việt của mình có rất là nhiều người xin cái thẻ vàng, tức là về cái vấn đề bảo hiểm sức khỏe cho những người mà có tiền thu nhập thấp cũng như là những người nghèo. Thì cái vấn đề mà thẻ vàng thì dành riêng cho cái quận địa hạt Harris County của mình thôi, không có dành cho những cái thành phố khác, những cái địa hạt khác. Thì với ông Andrea thì ông sẽ có những cái program giống như là có thêm nhiều người nói tiếng Việt để giúp đỡ cho cộng đồng người Việt của mình, rồi sẽ có những cái chương trình mà outreach program, tức là đi ra cộng đồng của mình đem đến những cái thông tin bổ ích nhất để cho người Việt của mình biết được nhiều hơn, thì đó là những điều mà ông sẽ làm cho cộng đồng của chúng ta sau này. The state of Texas does not draw down as much as it can in federal dollars for healthcare programs and access to healthcare. So one of the things I look forward to doing as the county commissioner is being an advocate to encourage our state government to draw down as much resources, financial resources, so that we can offer the people more programs that will help them and strengthen their families. Right.
Vâng, thưa quý vị, chính phủ thì lúc nào cũng sẽ có những cái tiền support để mà giúp cho những cái chương trình mà về sức khỏe cũng như là những giúp đỡ cho cộng đồng của chúng mình. Thì hy vọng là sau khi mà ông Andrea có thể lên thì ông có thể xin thêm được nhiều tiền hơn để mà có thể mở thêm nhiều cái chương trình hơn để mà giúp đỡ cho vấn đề về healthcare. Andrea, now I'm going to turn to some questions that relate to him. Legal questions. I know that you be a former chief officer before, so we're going to talk regarding some things like with traffic and stuff. Sure. You know, if you going around this town, in my town, like Vietnamese town here on Bel Air, we're gonna see a lot of homeless people that actually like stopping the car at the intersections and asking for money or doing something like cleaning the car. Like even I don't want it, they choose to stop me and clean my cars and my when the green light is on. And sometimes I just wonder, is you a lawyer too? I'm just asking, those people, are they legal to do things? And as an officer, what should you do with that? Well, there's number one, the homelessness is a symptom of another issue. Yeah. And we have to address it. Texas ranks almost last in health, in mental health care in the nation. Mm. And so many of the people that are homeless are also suffering from other challenges. They're either alcoholic, they're on other substances, or they're suffering from mentally ill, and sometimes it's all of them combined. Mm-hmm. And so that what we see out on our streets is a symptom of a major issue. Many people have seen individuals who have received money on the street corners just use it to go buy a beer or go use it to buy some drugs. And so the idea is to discourage people in the community from giving money at the street corners, but rather contribute that money to the pantries, to the churches, to the nonprofit organizations that are trying to do things the right way. When it comes to police officers, I know the law is very interesting for them because they have many laws to comply with. And when it comes to homelessness, and I studied this in law school, is that when it comes from a federal and Supreme Court point of view, it's if it's public property and you're peacefully there, if you happen to be a solicitor or a homeless, or you can do it. You can. Well, how's the cop going to stop you? Yeah. Right. So it's more of a local matter and city ordinance where they're doing specific things, such as impeding traffic. That's when the police officers, such as Mr. Adrian Garcia, can help. So they're bound. It's a balancing act. So we can't, you know, we can try to blame the police, but at this point, is how do we cater to the whole? That's everyone? Right. You know, and it's a good point, Johnny, because it's not against the law for someone to stand not there. To be there. Exactly. Exactly. I was a member of Houston City Council, and we tackled this when I was on City Council. And it's very difficult because there are constitutional rights that are surrounding this very complicated issue. Mayor Turner has taken an interesting approach in that for the homeless camps that we see sometimes on the freeways or in parks, he has begun to take a public safety and a public health care approach to those issues that's landed him in court. But there's no simple answer, and I think you have to try certain things to try to create a better outcome. But at the end of the day, if the state is not concerned about investing in mental health care, we're going to continue to have this issue for a very long time. Vâng, thưa quý vị, cái này thì Nhung hỏi một cái câu hỏi hơi tế nhị một chút xíu là tại vì mình thấy ở trong cái cộng đồng của mình, ở những con đường, ở những ngã tư, nhất là trên con đường Bel Air, rất là nhiều người có thể nói là ăn xin, người ta đứng, người ta chặn xe, người ta rửa xe của mình, hoặc là người ta xin tiền, thì nhiều khi nó tạo thành những cái vấn đề về traffic. Nhưng mà thưa Nhung nói là tại sao mà chỉ có ở đây mà không có chỗ khác, thì có lẽ là do cái vấn đề giống như ông nói là mình, cái này nó không có phải là phạm tội nghiêm trọng, hay là nó cũng không có dính tới luật pháp mà người ta đến nỗi người ta phải bắt những cái người này. Nếu những người này chỉ có ngồi đó không thì người ta không được làm, cảnh sát không làm được gì. Đến khi nếu mà những cái người này mà nó tạo nên những cái vấn đề về kẹt xe quá mức thì người ta mới có thể bắt mà thôi. Tuy nhiên, để mà tránh những cái trường hợp mà cho cái cộng đồng của mình có quá nhiều người ăn xin nó đến với cái thành phố của mình á, thì mình nên bớt cái vấn đề là dừng xe và cho tiền họ lại. Mình không cho thì người ta sẽ tự động biết ở chỗ này không ai cho tiền nữa thì nó sẽ đi. Nhưng mà nếu mà mình cứ cho hoài, vì cộng đồng của mình nó biết là mình cho nhiều quá cho nên là nó mới tạo cái vấn đề là có nhiều người ăn xin tới. Cái vấn đề này là Thùy Nhung hỏi tại vì Thùy Nhung muốn raise up một cái vấn đề là khi mà nhiều người
mà không có vô gia cư họ đến đây thì nó tạo ra nhiều cái vấn đề về tệ nạn xã hội. I'm asking this question just because I see like so many like homeless and it's coming here and it's great drama for the community, yes, you know. So sometimes like for a woman, I feel unsafe, yes, around like so many homeless, yes, coming to my town. Yeah, it's not healthy for our community, right. And but we, you know, as county commissioner, I can advocate for more resources to hopefully pull those people into programs, right, and services that will help their conditions. Because sometimes it hurt the business around the area. That's sometimes right. The homeless lower just move right their stuff and sleep in front of right the business area and now, more and more. Yeah, now when they do that, they can and are often arrested for trespassing. Exactly. Okay, I guess final question. Yeah, another question regarding to that too. In this street, we have so many traffic. I'm just reacting to another fun issues. Drink and drive. A lot of young people drink and drive. A lot of clubs, a lot of bars around this area. What if he drink and drive? And you stop me. And I stop you. Okay. I'm gonna wave my finger at you because I'm gonna say, Johnny, you know better. Okay. And then I'm gonna call your mom and I'm gonna call your dad. That's exactly what you do. That's it. But what? No. But I have advice. He's not underage. You cannot call his mom and his dad. Because can you just stop me if I am driving down the road in the middle of the night and waving around? In the lane. Can yes you stop me? Yes. And why? The probable cause is that, number one, there are traffic laws in terms of how you should be driving your vehicle. Okay. And so if you're moving to one lane, there's nothing wrong with that. But when you're moving from one lane and to another lane, back that's to the lane, much. That is what we often refer to a failure to maintain a single lane. And then that becomes, it becomes a question. Are you under duress of some sort? Are you having a medical condition? So law enforcement should be concerned about that. And then the second most, and often that type of driving behavior is often related with intoxicated or impaired driving. That is when he's driving. I just have another question. So when you drink and drive and you got caught by the police officer, yeah, but if like when you drink, you drive and you feel like, oh, I can't drive and I pull over into the parking lot and when I sit in the parking lot and the police, will they still can come and give me a ticket? Yes, actually state law has changed. Years ago, you could drive in a parking lot and be intoxicated and it was not, right? It would not be considered drunk driving. Now the law allows law enforcement to arrest you on public property if we can find you behind the wheel of a vehicle and driving and intoxicated. It will be a DWI just as if you were on the street. Really? So that's if correct. At some point you turn on the car, at some point you moved it around, yep, and at some point you were intoxicated. Yeah. Oh. That's the element. Yeah. Okay, that's his point of view, but from your point of view as a lawyer, if you have a client like that, the client was drunk, maybe. I agree. Let's give him he was drunk, intoxicated. Okay. Because he was dumb enough to blow. Always say no. I do not want to blow. I'm a toy. Young man, if he blew, I say, okay, he was intoxicated, but he never drove the vehicle. Okay. See, this is where Johnny and I are going to be on opposite sides. Because it never moved. Because he never operated it. Because you may not blow, but the law also now allows us to take blood. That's right. And so blood is a much more decisive element than breath. But he say that I'm not driving. Well, that's just our position as my job, but maybe we can tell the Vietnamese community. I really, Johnny, we rất là muốn quý vị hiểu cái luật này. Yeah. We're making light of it. It's a very serious issue. And so I would just simply, you know, ask the community to be responsible. We have Uber, we have other means of transportation. Please use them. I've never told anyone that you should never, ever enjoy an alcoholic drink. However, be responsible, because we have seen in my career, I've seen too many tragic situations where children and individuals and innocent bystanders have been seriously injured. So it's a big deal.
Well, just quick translations. Tôi Dung hỏi về cái vấn đề mà lái xe mà trong khi mà mình uống rượu, tại vì nó có những cái vấn đề tai nạn xảy ra sau đó, nhưng mà có những cái luật nó đã thay đổi, thì Tôi Dung nghĩ là Tôi Dung sẽ nhường lại cho Johnny nói tiếng Việt mình giải thích mà ngắn gọn về cái luật này nó như thế nào đi. Thí dụ đi, có một người khách của Johnny mà người đang ngồi trong cái chỗ parking lot, chỗ đậu xe, mà cái mình cho người đó hay anh ta hay cô đó đang say rượu đi, cảnh sát có được quyền bắt mình cầm mình cho say rượu mà lái xe, mà chỉ ngồi trong cái chỗ parking lot đậu xe thôi à. Trên này nói Johnny sẽ nói không, không bắt được, tại cho mình rất là say rượu nhưng mà mình không có lái cái xe, mình ngồi nghỉ thôi, chỉ ngồi nghỉ thôi. Yeah. Ok, thì cái đó cái cãi của Johnny, nhưng mà Johnny và Johnny nói là mơn đừng có thổi vô cái máy nha, lúc nào cũng nói no. I want my lawyer. Lawyer, okay. Yeah. Vâng, thưa quý vị, là có rất là nhiều người Thùy Nhung biết là mình lỡ cuộc vui nè, quá chén một chút xíu, thì đôi khi là sẽ xảy ra đến những cái vấn đề là mình lái xe và uống rượu. Nếu mà quý vị mệt mỏi thì cố gắng trước khi mà bị cảnh sát bắt thì hãy tắp bù lề, kiếm một cái chỗ parking nào đó và đợi người tới rước, hoặc là quý vị nên nhớ là trong người cũng lúc nào cũng nên để cái số điện thoại của luật sư Johnny đấy. Để có thổi, làm ơn. Yeah. Để cái số điện thoại của một người luật sư nào đó của mình mà có thể giúp cho quý vị trong vấn đề về tai nạn xe cộ, thì nên có một cái số điện thoại như vậy để trong xe, lỡ như mình gặp tai nạn, không phải là chỉ cái vấn đề về lái xe mà uống rượu mà lỡ mà đụng xe hay gì đó, thì mình có cái số điện thoại của văn phòng luật sư để mình có thể gọi ngay tức thời. Thì văn phòng Johnny and Associate là một trong những văn phòng mà Thùy Nhung recommend, mời quý vị hãy nhớ ghi số điện thoại của văn phòng ngày hôm nay xuống. Và sau cái câu hỏi này thì Nhung nghĩ là chắc chắn Johnny sẽ có rất là nhiều fan. So, Johnny có tật hay bốc phone buổi tối cho khách của Johnny lắm. Yeah, Johnny okay. Là có tật cái đó tật nhất cái. Other office won't but pick up the phone after 5 or 6. He pick up the phone until like 5 o'clock in the morning. So please save his number for yourself. Okay. Thank you so much for coming here. My honor. Again, thank you very much. Thank you both for allowing me to be on the show. I'm Adrian Garcia, and I want to be your county commissioner. I want to make sure that all the people, the Vietnamese community included, to be a part of my process to make the community better, healthier, stronger for everyone. No matter your walk of life, no matter your language, no matter your nationality, I want to make sure that we are an inclusive and diverse and very supportive campaign. Please join my campaign at adriangarcia.com. And help me be elected so I can work for you. Vâng, thưa quý vị, ông Andrea Garcia một lần nữa, ông đã phục vụ cho cộng đồng rất là lâu năm, hơn 23 năm là làm cảnh sát trưởng, lập cảnh sát cũng như là từng làm cảnh sát trưởng 6 năm và 30 năm hơn, ông phục vụ cho cộng đồng rất là tốt. Nếu mà quý vị muốn tìm hiểu thêm nhiều thông tin về Andrea Garcia và hãy vote cho ông trong những ngày sắp tới với cái website đang hiện trên màn hình, thì mình mong rằng là Thùy Nhung đã đem đến cho quý vị những cái thông tin tốt nhất trong ngày hôm nay. Mời quý vị hãy vote cho ông Andrea Garcia. Một lần nữa cảm ơn Johnny and Mr. Garcia that come here today. Thank you. Thank you. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình kỳ sau. Xin chào. Xin chào.